Bạch sư, con muốn giữ giới không ăn chiều, vậy những thức uống nào được dùng buổi chiều? Nếu mà nói một cách rốt ráo đó, có nghĩa là tu là cứng cứng nhắc luôn á, là chiều chú nước lọc thôi, và không khỏi uống thêm cái gì hết. Nhưng mà ngay cả trong tạng luật thì Đức Thế Tôn vẫn cho các cái vị tỳ kheo được uống nước trái cây. Và nói chung á là tất cả những cái loại mà nước uống hàng cư sĩ quý vị đều có thể uống, miễn làm sao mà quý vị không có nhai là được rồi. Nhưng mà có một cái đoạn như thế này, có một đoạn như thế này, đó là một cái người cư sĩ đó, khi mà họ giữ cái giới bát quan, vị đó không có ăn chiều, là vị không uống gì luôn á, thì ngay cả cái việc ngậm kẹo vị ấy cũng không ngậm, việc ngay cả ngậm kẹo vị ấy cũng không ngậm. Mà xét á, về cái chuyện mà tu tập đó, thì quý vị nên hiểu cái nguyên nhân mà chúng ta giữ giới không ăn chiều, đó là do chúng ta tập cái hạnh thiểu dục tri túc. Chứ còn bây giờ mình không ăn chiều mà mình uống toàn đồ bổ dưỡng không thì nó cũng vậy. Mặc dù là trên cái mặt là văn phạm, trên cái mặt là chữ nghĩa là mình không có phạm giới, nhưng mà cái về xét về cái ý nghĩa đó thì hình như là nó không có mang cái ý nghĩa lắm trong cái chuyện là mình không có ăn chiều. Nên thành ra chúng ta nên hiểu được cái nội dung, cái lý do làm sao mà chúng ta giữ cái giới này ha. Thì nó ngay cả cái chuyện uống nước á, tôi không nói nước gì, ngay cả chuyện uống nước á, mà chúng ta uống bằng cái lòng hưởng thụ, uống bằng cái suy nghĩ là hưởng thụ, thì đó cũng là điều không nên.